Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với channel của Thiên Vũ Audio. Hôm nay thì Sang sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách chỉnh sau mic A1 trên cái dòng loa di động khá là hot hiện nay trên thị trường. Đó chính là Battybox 320, một dòng sản phẩm loa di động sắp sửa sẽ ra mắt vào cuối tháng 5 này, chính thức bản chính thức tại Việt Nam. Rồi, để mà chỉnh cái con Battybox 320 này thì mọi người hãy trang bị giúp Sang một bộ micro sau mic A1 nha. Thì nói chung thì sau mic A1 Sang đã làm rất là nhiều rồi. Nó vẫn là dòng micro chất lượng tốt nhất và là sản phẩm phù hợp nhất cho các sản phẩm loa di động khác như là Battybox 320, 310 hoặc là những cái dòng trước đó là 41 Pro hay 41 Pro Plus. Nó đều rất là phù hợp. Rồi đây nha mọi người, thì hiện tại thì Sang đã chuẩn bị cho mình là một cục thu sóng và một bộ một tay micro sau mic A1 nha. Thì ở đây Sang đã sạc pin đầy đủ rồi. Sau khi sạc pin đầy đủ thì mọi người hãy nhìn ở trên này. Đây là cái ngõ kết nối của cái con Battybox 320 nha. Mọi người đừng có lộn dưới này nha. Dưới này là cái ngõ mà để pin nha. Cái con này đặc biệt cái là nó có thể tháo pin rời ra được, hoặc là mọi người có thể mua thêm một pin xe cua. Đó là cái nhu cầu của mọi người. Đây sẽ không nói tới. Bây giờ mình sẽ nói tới cái phần này thôi. Rồi, đầu tiên thì mọi người thấy nè, nhà hãng cho chúng ta là hai ngõ nè. Ngõ này là ngõ mic 1 nè, ngõ này là ngõ mic 2 nè. Riêng cái ngõ mic 2 này nó sẽ có cho chúng ta một cái volume như nè. Volume như thế này, để chúng ta có thể control được cái mức âm lượng của micro luôn. Trực tiếp trên cái loa này luôn. Thì ở đây mọi người cắm vô cái ngõ này giúp Sang nha. Ngõ này thì chúng ta sẽ có được cái phần volume này, chúng ta sẽ dễ control hơn. Chứ bên này nó không có, nó chỉ có cái nút này thì nó khó xài lắm. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cắm vào nha. Mọi người cắm vào. Sau đó mọi người sẽ dặn cái gain này lên nè. Dặn gain này lên giúp Sang nha. Mọi người dặn giúp Sang khoảng là 3 giờ nha. Sau khi mà dặn 3 giờ xong. Rồi, để đó. Tiếp đến thì chúng ta sẽ mở micro lên. Rồi, mở loa lên ha. Rồi. Ok. Bây giờ thì micro của Sang nó lên tiếng rồi nha mọi người. Đó. Thì bây giờ thì mình mới bắt đầu mình chỉnh ở trên cái tai micro này. Rồi, bây giờ mời các bạn sẽ đến gần nha. Trên tai micro này thì mọi người thấy nè, ở đây á, thì Sang sẽ có mức âm lượng như thế nào. Thì với cái con Battybox này á, thì khi mà mọi người chỉnh những mức âm lượng thông thường như là những cái con 41 Pro Plus ở mức 8-9 á, thì nó rất là dễ bị cái tình trạng đó chính là nó bị vỡ gain khi mà mọi người hát lớn. Nên đâm ra thì Sang khuyến cáo mọi người với cái con Battybox 320 này, mọi người hãy chỉnh ở mức âm lượng khoảng tầm 5-6 thôi. 5-6 thôi nha. 5 hoặc là 6 tùy theo mọi người. Đây. 5 hoặc 6. Rồi, đến phần trep bass thì mọi người hãy để giúp Sang là 0 nha. Trep bass hãy để giúp Sang là 0. Bass cũng để 0 luôn, mặc định luôn. Rồi, đến phần echo thì ở đây mọi người hãy chỉnh giúp Sang ở cái mức khoảng tầm 3 hoặc là 4 tùy theo cái nhu cầu hát của mọi người. Thí dụ như mọi người giọng tốt rồi thì mọi người cứ để 3 thôi. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bi. Ở này 3 nè. Gần như anh, ngoài kia mưa đông đã rơi. Này nào, mức 3 nè mọi người. Rồi, bây giờ Sang sẽ tăng lên mức 4 nha. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 thì echo nhiều hơn nha mọi người. Sang nói mọi người cảm thấy là khó chịu không? Đó. Nhưng mà khi mình hát thì nó sẽ cái nhạc nó sẽ làm mờ đi. Người yêu hay, ngoài kia mùa đông đã rơi. Lệnh hôn em. Đó, đó là cái phần echo 4. Còn nếu mà giọng này yếu nữa, cô 5 nha, tăng lên echo 5 giúp Sang nha. Alo, 1, 2, 2, 2. Bây giờ Sang đang ở chế độ echo 5 nha mọi người. Echo 5, echo 5. Người yêu hay, ngoài kia mùa đông đã rơi. Nó vang nhiều hơn, nhưng mà vang như thế này thì nó sẽ gây ra hơi khó chịu một xíu. Đó. Người hát thì họ nhẹ thiệt á, nhưng mà cái người mà nghe thì họ cảm giác là cái tiếng nó lặp lại nhiều quá, nghe nó nhất là nhức đầu. Đó. Nên khuyến cáo của Sang là thường mọi người ở để ở mức echo 4 là vừa rồi, mọi người chỉnh ở mức echo 4 là vừa rồi, còn mức echo 5 thì cũng nói chung cũng hạn chế. Rồi, ok. Đó, sau khi mà mình đã chỉnh xong rồi, mình giờ sẽ chỉnh cái con này là echo 4 nha. Bass ghép để 0. Rồi đến cái phần về âm lượng volume thì mọi người hãy để khoảng tầm 5 hoặc là 6 giúp mình nha. Đối với con sau mấy A1 này thì nói chung mọi người hạn chế đừng có đưa cái đầu micro này mà vô cái lo, nó rất là dễ hú. Tại vì sao? Tại vì độ nhảy nó cao.
cộng với là không có cái dòng loa nào mà nó có khả năng mà chống hú khi mà mọi người đưa cái đầu mic này mà vô thẳng cái loa, kiểu gì nó cũng hú. Nên đâm ra là khi mà hát thì chúng ta nhớ giữ khoảng cách đầu mic và hướng cái đầu mic nó sẽ chĩa về hướng khác với cái loa nha mọi người. Rồi, ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ hát thử trên cái con này nha. Vì yêu em đã trót trao anh rồi. Ok mọi người, thì vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn cho mọi người cái cách để cho mọi người chỉnh sao mấy A1 trên cái dòng loa Battybox 320 một cách tốt nhất. Thì thật sự thì khi mà mình hát thử cái con này á, thì đúng như những gì mà Thiên Vũ đã nói rất là nhiều, đó là cái con, những cái con Battybox như thế này á, hát thì nó ở một mức độ vừa phải thôi, chứ nó không thể nào mà nó xuất sắc hay được như những cái dòng loa chuyên karaoke. Hát nó vẫn còn rất là bí, nhưng mà nếu mà mọi người tận dụng nó để là một cái dòng loa vừa hát được, vừa karaoke và vừa nghe nhạc được, thì đây sẽ là một sự lựa chọn hợp lý cho mọi người. Cái con này khi mà đánh nhạc lực khỏe, nghe rất là hay ở những cái phần mà khi mọi người hát chơi những cái dòng bạc ti đó. Thì clip của mình đến đây hết rồi. Nếu mà mọi người cảm thấy video hay, hãy bấm like, share, subscribe với kênh Thiên Vũ nha. Bye mọi người.